lòng ăn sự nói dối, sẽ ăn sự dối trá và mất lòng đỏ thắm. Và trước đây mình có chơi qua cái này một vài lần nữa, nói chung không chơi hết vài trăm lần. Game này gồm có 3 phần và đây là phần 1. Sẽ đánh giá 100.000 G. Có cái đơn vị tồn tại của game này.
hãy nhớ gọi tao ở EO ở đây. Đấy. Hiểu chứ? Và Vermillion là đỏ như sao mà đỏ thẫm. Oh, con này thông minh hơn ngày qua ngày. Khi nào mà con không quên nó đi ngay lập tức.